Mỹ tuyên bố Trung Quốc khiêu khích khi xâm phạm vùng biển Việt Nam. Kinh hoàng chó dữ tấn công một cụ bà không chịu nhã. Câu được cá leo nặng trên 80kg ở Đắk Lắk. Xe khách đối đầu xe tải, một người chết, 20 người nhập viện. Phút đời thường hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về hai vợ chồng đã dành hơn 40 năm lưu giữ ký ức bánh dân gian Nam Bộ. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Trong tuyên bố được phát đi ngày 20 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc trong những ngày gần đây là sự cản trở các hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam. Washington nhấn mạnh các hành động của Trung Quốc trong thời gian gần đây là hành động phá hoại hòa bình, an ninh của khu vực. Mỹ kiên quyết phản đối mạnh mẽ các hành động cưỡng ép và bắt nạt được thực hiện bởi bất kỳ bên nào tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc nên ngừng ngay các thói bắt nạt nước khác và kiềm chế, tránh các hành động mang tính khiêu khích và gây bất ổn khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã cố tình gây áp lực lên các nước ASEAN để chấp nhận Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC nhằm mục đích ngăn chặn các nước hợp tác với nước thứ ba để khai thác dầu khí trên Biển Đông, từ đó kiểm soát các nguồn tài nguyên trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cụ bà bị con chó xông vào cắn xé đến rách quần áo, ngã xuống đường và chảy nhiều máu. Một người phụ nữ ra sức giữ chặt mõm con chó để giải cứu cụ bà nhưng bất thành. Đoạn clip ghi lại sự việc này được đăng lên mạng xã hội khiến dư luận sợ hãi vì sự việc quá kinh hoàng. Sự việc được cho biết là xảy ra tại thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cụ bà bị con chó lao vào cắn trong con ngõ nhỏ. Con chó hung hăng cắn vào người cụ bà hết sức dữ tợn. Một lúc sau, con chó chỉ chịu bỏ chạy khi có một nhóm đàn ông mang theo gậy gộc chạy lại xua đuổi. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng sợ hãi. Tất cả đều lo lắng cho tình hình sức khỏe của cụ bà bị chó cắn, đồng thời cũng coi đây là bài học rất lớn trong việc đề phòng, ngăn chặn nguy cơ tấn công của vật nuôi. Rất nhiều người cho rằng những người nuôi chó, đặc biệt là những loại chó lớn, nên rọ mõm cho chó hoặc xích chó trong nhà, tránh những tình huống nguy hiểm tương tự. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, một con cá leo nặng hơn 80kg, dài gần 2m vừa được một cần thủ tại Buôn Trấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk câu được. Con cá này đã được chủ một nhà hàng mua với giá hơn 37 triệu đồng. Do cá quá lớn, khi người đàn ông mang đến bán, bà phải nhờ 4 người mới đưa được cá vào bể chứa. Nhà hàng dự tính sẽ xẻ thịt để bán với giá 500.000 đồng một ký. Còn theo cần thủ câu được cá leo cho biết, ông thường có thú câu cá ở khu vực sông Krông Anna, đoạn qua thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 20 tháng 7, trong lúc đang câu, con cá dính mồi nên ông đã phải nhờ thêm người mới đưa được con cá leo lên bờ sau nhiều giờ. Những năm gần đây, ở tỉnh Đắk Lắk, thỉnh thoảng người dân vẫn câu được những con cá leo, cá lăng đuôi đỏ, nặng từ 30kg đến gần 1 tạ trên sông Serepok và sông Krông Anna. Với niềm đam mê âm nhạc, cậu bé khiếm thị Bùi Ngọc Thịnh, ngụ tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, sau hơn 10 năm học hỏi, đến nay đã chơi thành thạo 15 loại nhạc cụ. Mới đây, Thịnh đã có tên trong sách kỷ lục Việt Nam về người khiếm thị chơi được nhiều nhạc cụ nhất. Năm nay, Thịnh đã 19 tuổi, Thịnh bị mù từ nhỏ. Do đam mê âm nhạc, em được vào học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang. Sau đó, Thịnh học thêm nhiều người thầy khác về các loại nhạc cụ. Đến nay, Thịnh đã chơi thành thạo 15 loại nhạc cụ, gồm trống, guitar vòng cổ, organ, piano, đàn sến, đàn cò, đàn tranh, đàn kìm, đàn cù. Thịnh cũng đã đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc của tỉnh Khánh Hòa. Ước vọng của con là được học thật giỏi để cống hiến cho xã hội và con rất muốn được dạy lại cho các bạn cùng đồng tập giống như con. Hiện ngoài việc chơi đàn phục vụ tại các liên hoan lễ hội, Thịnh còn phối nhạc cho nhiều vòng thu. Tiếp tục chương trình là các thông tin về an ninh trật tự. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, Túy Loan, Đà Nẵng, khiến một người chết và nhiều người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách do ông Tăng Đình Phước, trú Nghệ An cầm lái, chạy theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến km 12+800 đường tránh Nam Hải Vân, Túy Loan, thuộc địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì xe này vượt một xe khách chạy cùng chiều. Đúng lúc này, xe tải do ông Nguyễn Anh Huy, trú Lâm Đồng cầm lái, đang chạy hướng ngược lại, nên xe khách đâm trực diện vào xe tải. Lúc đang bọn em đang ngủ thì tự nhiên nghe đến đùng một cái, thế là em bị đâm đầu vào trong xe, bị thương. Khi em là bịt mặt, máu nó chảy đầy mặt, em đi xuống, đi ra đường đầu cabin thì thấy xe khách mình nó đâm vào trực diện một xe tải. Hậu quả là tài xế Phước tử vong tại chỗ, hàng chục người là hành khách trên xe này cùng tài xế xe tải bị thương. Hai xe trên bị hư hỏng nặng. Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận lại có 20 nạn nhân trong vụ tai nạn trên nhập viện cấp cứu và một người tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ việc có thể do tài xế xe khách đã cố vượt nên lấn sang làn đường đối diện nên dẫn đến vụ việc. Vừa bị đuổi việc và thiếu tiền tiêu xài, một đối tượng đã liều lĩnh lẻn vào công trường cắt trộm dây cáp. Sáng nay, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt giam đối tượng này về tội trộm cắp tài sản. Phạm Văn Nhuận là công nhân của công ty Sông Đà 5, đang thi công tại công trường công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc. Vừa qua, Nhuận bị công ty Sông Đà đuổi việc do cần tiền tiêu xài. Nhuận mang cưa sắt lén vào bên trong công trường, đến khu vực nhà máy nguyên liệu của công ty rồi cắt trộm nhiều cuộn dây cáp giá trị hàng chục triệu đồng. Trong lúc đưa ra ngoài để bán thì bị lực lượng bảo vệ bắt giữ. Chiều ngày 20 tháng 7, một vụ giật điện thương tâm đã xảy ra tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến hai em nhỏ tử vong, một em khác bị thương. Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm em nhỏ rủ nhau ra chơi đùa tại công trình xây dựng đường Vành Đai 2 trên đường Ủ Ghe, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Sau đó, hai em trai và một em gái trèo lên bãi đất gần đó ngồi. Bất ngờ cả ba bị điện giật từ dây điện 3 pha nằm trên bãi đất. Vụ việc khiến cả ba em này nằm bất động. Phát hiện sự việc, một em nhỏ chạy về kêu người ra cứu. Sau đó, một người đàn ông tới kéo các nạn nhân ra ngoài. Lúc này, một em trai đã tử vong tại chỗ, hai em còn lại được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng một em trai cũng tử vong sau đó, còn em gái đã tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định. Nhận được thông tin, Công an quận Thủ Đức và nhân viên công ty điện lực có mặt ngắt điện, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có vợ chồng bà Trương Thị Chiều và ông Dương Hoàng Trung, nay đã trên dưới 65 tuổi. Nhưng hơn 40 năm qua, hai ông bà luôn nâng niu, giữ gìn cách làm bánh dân gian Nam Bộ truyền thống. Những loại bánh do vợ chồng ông bà làm mang đậm hồn cốt quê nhà, nhưng không hề lẫn với riêng ai. Mời quý vị cùng khám phá câu chuyện về những loại bánh ấy ngay sau đây. Điều đặc biệt là hai vợ chồng làm bánh không sử dụng đến máy móc hay thiết bị hỗ trợ nào, mà làm theo cách thủ công, nâng niu, trân trọng từng công đoạn. Từ ngâm gạo, nhào bột bằng tay, đến khi làm thành những chiếc bánh, tất cả đều theo cách của người xưa. Bây giờ mà mình cũng vẫn còn giữ lại làm thủ công tay như vậy á, là gì á, mình làm bánh xe bằng tay này á, bánh nó ngon, nó dai. Một con bánh mà lúc hấp ra rồi á, mình xé con bánh nó bóng mà nó mượt. Còn làm như mình làm máy thì nó tiện cho mình, nó nhanh, nhưng mà đều xé ra con bánh nó không có bóng, mà ăn nó không có dai bằng con bánh tầm của mình xe được. Trung thành với cách làm truyền thống, nhưng ông bà vẫn luôn nghĩ cách tiếp biến để bánh quê càng thêm đặc sắc, mặn mà. Chẳng hạn như nước cốt dừa được chế biến độ béo hoàn hảo hơn, hay đường thốt nốt chế biến tinh tế hơn. Ngày xưa mình chỉ làm bánh là bột xay ra rồi mình làm tự nhiên của nó thôi, nhưng mà chừng sau này mình thấy những cái màu sắc của cây lá hoa củ của mình á, Việt Nam mình nó nhiều, nó phong phú đa dạng quá. Thôi mình tìm cách mình đưa vô trong bánh coi. Nhưng mà đưa vô là nó đẹp màu sắc mà nó tăng hương vị. Những cái màu thực phẩm này nó tốt và an toàn cho sức khỏe của mình. Thành thử mình áp dụng luôn. Mỗi ngày cứ 6 giờ sáng, bà đẩy xe theo hẻm, cất tiếng rao trên đường đi bán dạo.
ai ăn bánh tầm, bánh ít trần không? Nghe tiếng rao, nhiều người trong nhà cầm tô, đĩa ra mua, hoặc khách đi đường ngừng xe lại. Người chọn bánh này, người chọn bánh kia. Nguyên một xe đầy ắp 12 loại bánh, nhưng chỉ đến 9 giờ là bán hết sạch. Bà Chiều tâm sự rằng, gần 40 năm gắn với nghề bánh quê đã giúp vợ chồng nuôi ba con có sự nghiệp ổn định. Nhưng phần thưởng quý giá nhất chính là sự ngợi khen của người thưởng thức. Nhiều thực khách cho biết, bánh tầm ngũ sắc có sợi bánh dai, ngọt, hòa quyện nước cốt dừa tạo nên hương vị rất tuyệt vời. Ngon, rồi nước cốt dừa cũng ngon. Chỉ làm khéo tay, cái gì bánh nào ăn cũng ngon hết. Nhiều người đi làm ăn xa, về quê là ghé xe bánh của bà. Họ nói nhớ quê, nhớ tiếng rau của cô Chiều. Hay những kiều bào để nhớ lại hương vị cũ từ ký ức thuở thiếu thời, nên về lần nào cũng ăn cho đã thèm. Thế mới thấy những mùi vị độc đáo dân dã ấy không chỉ còn là hương vị của những chiếc bánh đơn thuần, mà nó còn gói trọn hết ký ức hoài niệm của bao thế hệ người. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.